Xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả quyển sách Ung thư, tin đồn và sự thật do Ruy Băng Tím thực hiện, nhà xuất bản Dân Trí. Tin đồn số 8: các món chiên, xào, nướng, áp chảo gây ung thư. Các phương pháp nấu như chiên, xào, áp chảo được gọi là sốc nhiệt, vì thực phẩm sẽ tiếp xúc với nguồn nhiệt lớn ngay tức thì sau khi được đưa lên bếp, khoảng từ 140 tới 250 độ C. Ở nhiệt độ này, các chất dinh dưỡng trong thực phẩm và đặc biệt là trong dầu ăn rất dễ bị nhiệt phân, tạo ra các sản phẩm có thể gây ung thư. Trong đó có thể kể đến acrylamide nhóm 2A, theo phân loại của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế IARC. Vì có nhiều bằng chứng cho thấy khả năng gây ung thư ở động vật, nhưng vẫn chưa đủ mạnh khi xem xét các bằng chứng trên người và các aldehyde độc hại bao gồm cả formaldehyde. Nhóm 1, vì có đầy đủ bằng chứng gây ung thư trên người theo IARC, hay acetaldehyde nhóm 2B theo IARC, nhóm có bằng chứng yếu hơn nhóm 2A nhưng vẫn thuộc diện cần theo dõi. Cũng giống như các chất hydrocarbon đa dòng thơm và các amin dị dòng, nhiều trong số các chất này thuộc nhóm 1 theo IARC. Trong đó, formaldehyde là chất rất dễ sinh ra khi sốc nhiệt dầu ăn, có nhiều chất béo chưa bão hòa hoặc có điểm khói thấp. Do đó, việc tiêu thụ nhiều thực phẩm được chế biến bằng các phương pháp sốc nhiệt trên, về lý thuyết có thể làm tăng nguy cơ ung thư ở người. Điểm khói là nhiệt độ mà ở đó các thành phần trong dầu bắt đầu bốc hơi với lượng lớn và tạo thành khói thấy được. Lượng axit béo tự do trong dầu càng thấp và độ tinh chế càng cao thì điểm khói càng cao. Do cả hai yếu tố này cũng không đồng nhất ngay cả trong cùng một loại dầu, nên điểm khói chỉ thể hiện khả năng chịu nhiệt của một loại dầu nào đó. Nói một cách gần đúng, điểm khói càng thấp thì nguy cơ dầu sinh nhiều chất có hại khi sốc nhiệt càng cao. Tuy nhiên, câu chuyện không đơn giản như vậy. Thực tế, có rất nhiều yếu tố khác có thể ảnh hưởng lên tác động của việc ăn thực phẩm bị sốc nhiệt. Ví dụ như việc ăn bao nhiêu phần thực phẩm tốt như rau củ quả nhưng bị sốc nhiệt, hay các thực phẩm có được sơ chế bằng các phương pháp khác như ướp muối, hun khói trước khi chiên, xào, nướng hay không. Do đó, đến nay, các kết quả trên người vẫn chưa có một kết luận rõ ràng giữa cách chế biến sốc nhiệt với việc tăng nguy cơ ung thư cho người tiêu thụ. Đơn cử, một nghiên cứu tổng hợp xuất bản năm 2015 cho thấy không tìm thấy mối liên hệ rõ ràng giữa acrylamide trong thực phẩm với hầu hết các loại ung thư thường gặp, trừ một mối liên hệ dương tính với ung thư thận cùng hai loại ung thư khác là ung thư nội mạc tử cung và ung thư buồng trứng, nhưng chỉ ở phụ nữ không hút thuốc lá. Tác giả cũng để mở câu hỏi, chờ đợi các kết quả nghiên cứu tiếp theo. Trong khi tác động đến người ăn chưa rõ ràng, thì tác động đến người nấu có vẻ rõ ràng hơn. Nghiên cứu tổng hợp mới công bố gần đây, năm 2018, cho thấy có mối liên hệ rõ ràng giữa hơi bốc lên từ dầu ăn bị nấu với nguy cơ ung thư phổi ở phụ nữ, bất kể họ có hút thuốc hay không. Kết quả cũng cho thấy việc chiên ở nhiệt độ cao và nhiều dầu, deep frying, ít gây hại hơn xào, stir frying. Điều này có vẻ phù hợp với các nghiên cứu về chất bốc ra từ dầu ăn, khi mà các chất độc như formaldehyde, acetaldehyde lại là những chất dễ bay hơi và bốc lên nhiều nhất khi ở nhiệt độ chưa cao, nên lúc dầu bắt đầu nóng cũng chính là lúc người nấu dễ hít phải các chất này nhất. Tóm lại, việc chế biến thực phẩm bằng các phương pháp sốc nhiệt như chiên, xào, nướng, áp chảo chưa rõ có thể làm tăng nguy cơ ung thư cho người ăn hay không, vì nhiều yếu tố ảnh hưởng như loại thực phẩm nào bị sốc nhiệt, phương pháp và kỹ thuật như thế nào. Tuy nhiên, các phương pháp sốc nhiệt có thể làm tăng nguy cơ ung thư phổi cho chính người nấu. Do đó, người nội trợ cần hạn chế các món này trong thực đơn hàng ngày của gia đình, để trước hết là bảo vệ bản thân, và nên dùng máy hút khói bất kỳ lúc nào bắt đầu chế biến theo các cách này. Với người ăn, cũng nên chú ý cân bằng giữa thành phần các món, ít nhất 50% là rau củ quả, tránh tiêu thụ các món chiên, xào, nướng, áp chảo quá thường xuyên. Hiện chưa có khuyến cáo cụ thể nào
về lượng thực phẩm sốc nhiệt tối đa mỗi ngày, nhưng IARC đã xếp việc chế biến thực phẩm bằng cách chiên ở nhiệt độ cao vào nhóm 2A. Do đó, mọi người vẫn nên cẩn trọng. Sự thật, các món sốc nhiệt như chiên, xào, nướng, áp chảo có thể sinh chất gây ung thư để lại trong thức ăn cũng như bốc lên qua khói. Bản phân loại các tác nhân gây ung thư theo IARC, WHO. Nhóm 1. Tác nhân gây ung thư cho con người. Phân loại được sử dụng khi có đủ bằng chứng thuyết phục rằng tác nhân này gây ung thư. Việc đánh giá thường dựa trên nghiên cứu dịch tễ học, nghiên cứu trên số lượng lớn đối tượng là người để tìm mối liên hệ giữa một tác nhân cụ thể với một bệnh hoặc tình trạng sức khỏe cụ thể, cho thấy sự phát triển của ung thư ở người phơi nhiễm. Nhóm 2. Phân loại dựa trên bằng chứng về khả năng gây ung thư ở người và động vật thí nghiệm. Tuy nhiên, khác với nhóm 1, bằng chứng của các tác nhân ở nhóm 2 không đủ mạnh vì một trong hai lý do. Có bằng chứng ở người nhưng là bằng chứng hạn chế, hoặc chưa có bằng chứng ở người nhưng đủ bằng chứng trên động vật ở phòng thí nghiệm. Tùy vào mức độ khác nhau của bằng chứng, tác nhân được phân vào một trong hai nhóm nhỏ sau. Nhóm 2A, tác nhân có khả năng cao gây ung thư cho con người. Khi có bằng chứng hạn chế về khả năng gây ung thư ở người và đủ bằng chứng gây ung thư ở động vật thí nghiệm. Bằng chứng hạn chế nghĩa là quan sát cho thấy có mối liên quan giữa việc phơi nhiễm với tác nhân này và ung thư, nhưng không thể loại trừ các giải thích khác cho quan sát này. Nhóm 2B, tác nhân có khả năng gây ung thư cho con người. Khi có bằng chứng hạn chế về khả năng gây ung thư ở người và bằng chứng về khả năng gây ung thư ở động vật thí nghiệm cũng không đủ mạnh, hoặc khi bằng chứng gây ung thư ở người không cho phép rút ra kết luận, nhưng có đủ bằng chứng về khả năng gây ung thư ở động vật thí nghiệm. Nhóm 3, tác nhân không được phân loại là gây ung thư cho con người. Được sử dụng phổ biến nhất khi bằng chứng gây ung thư không đầy đủ ở người và động vật thí nghiệm. Nhóm 4, tác nhân chắc chắn không gây ung thư cho con người. Được sử dụng khi có bằng chứng cho thấy tác nhân không có khả năng gây ung thư ở người và động vật thí nghiệm. Thạc sĩ Nguyễn Cao Luân. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe sách nói Ri Băng Tím, Ung Thư, Tin Đồn và Sự Thật. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an khang. Xin chào và hẹn gặp lại.